Xin chào em đã quay trở lại với Vinh Hạnh Audio. Và hôm nay em sẽ thanh lý một dây loa đến từ hãng Beoner nội địa Nhật nha em. Đồng nguyên chất nha. Xoắn hai sợi. Một bên là hai sợi trắng và một bên là hai sợi đỏ nha. Đồng nguyên chất luôn nha em. Chỉ duy nhất là một dây và dài 4 mét, anh em có thể cắt làm đôi nha. Dây to mềm dẻo nha em. Rồi đây là cái thông số của nó đây. Beoner OBC UCO. Beoner chính hiệu nội địa Nhật nha em. Thì nó sẽ có thông số trên dây luôn nha, thương hiệu Beoner. Đây Beoner OBC UCO. Dài 4 mét nha em, duy nhất một dây thôi nha. Anh em cắt làm đôi. Sử dụng mỗi vế là 2 mét nha. Dây liên lạc hết luôn nha nè. Beoner. Một dây duy nhất dài 4 mét nha. Beoner. Đây là cái đầu còn lại nha nè. Anh em chỉ việc cắt đôi ra, sử dụng mỗi vế là 2 mét nha. Dây to mềm dẻo nha nè. Với dây loa Beoner nội địa Nhật dài 4 mét, đồng nguyên chất luôn nha nè. Thì em sẽ thanh lý với giá là 320.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.